Ok, chúng ta đã trở lại với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay tôi sẽ làm một team full hệ băng. Trong đó thì có, tôi sẽ thay đổi thử, có Articuno và đặc biệt là có Reggie Ice. Một nhân tố mà tôi nghĩ là xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Nhưng mà để coi trận đầu tiên có cần nó hay không nha. Bên kia cũng có Ninetales, vùng Kanto. Tôi không biết là họ sẽ cho Ninetales ra trước hay là đợi cho Ninetales hay là cho Tornadus ra. Cũng khá là thắc mắc nhưng mà thử đi. Không biết là có nên mang theo Chimpao không ta? Tôi nghĩ là nên mang Chimpao. Bên kia có vẻ khá nhiều con cứng cửa chứ. Tại bên bển có Indeedee nữa. Không biết là họ có cho Indeedee ra hay không. Gì đây? Ok, cho Tornadus ra. À, có Force Slash nữa. Tôi khá là thích Force Slash. Hãy cùng xem sức mạnh của Force Slash trong team hệ băng nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ dựng tường nhờ. Không mà dựng tường không được. Cỡ nào con Tornadus nó cũng sẽ có thời tiết để chặn lại chú tôi. Nên tôi nghĩ tôi sẽ hạ tốc độ của hai con này xuống. Còn Force Slash thì khống chế con Tornadus đi. Ủa thế nó không... Ủa tôi tưởng nó sẽ tạo mưa hay tạo nắng gì chứ. Đấy, dùng Thorn thì nó khỏi xài chiêu hỗ trợ. Ôi, gì ghê vậy? Chưa ICV mà đánh được nửa máu của con Tornadus luôn á. Vậy con Tornadus này có vẻ là không lên theo hướng sinh lực cao rồi. Lạ đó. Cho nên tôi nên dựng tường thôi. Không con nào ngăn được Ninetales dựng tường nữa rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ Thunder Wave vô con Latios. Sẽ ra con gì đây? Ô, Typhlosion nữa. Nó tính làm gì vậy ta? Thích turn. Gì? Chẳng lẽ nó có quyết định Spallacy? Chứ gì nữa. Wow, combo này mới nha. Ghê ta. Combo này lạ đó. Nó cho Ninetales ra đi ạ. Dám lắm à. Tiếng Nhật, ok, Ninetales đúng không? Chứ cái gì nữa, làng nước ơi. Rồi, ok, Lava Pum, wow. Really, nigga? Trời ơi, đánh luôn con này theo bên mình luôn, đỉnh. Ghê đó. Combo này được à. Đấy là combo khó đoán nha. Rồi, bài toán khó đây. Bây giờ hết ai dựng tuyết được thì Frost Slash cũng không thể nào núp tuyết bằng đặc tính Snow Clock của nó được. Bây giờ thì Chimpao. Tôi nghĩ Chimpao chơi một đòn Sucker Punch chắc sẽ hạ được Typhlosion nhỉ. Thử Sucker Punch đi. Giờ đang có ưu thế thì theo tâm lý bình thường thế nào nó cũng tấn công tiếp. Chứ còn cái gì nữa. Tôi nghĩ tâm lý ai cũng vậy. Đang thắng thế là chơi tới cùng luôn. Destiny Ball, coi. Nó con Frost Slash còn có một HP duy nhất thì... À... Bị dính tĩnh điện rồi. Không ai tính con Frost Slash à. Tôi đang tính kéo con Frost Slash đi chung mà. Không có ai đánh công nó hết. Latios. Latios, tôi không biết là con Latios này có chiêu nào để hạ Chimpao không. Nhiều khi có Flamethrower. Ủa?
học được flamethrower không ta? Học được phun lửa không vậy? Không nhớ. Tôi nghĩ là tôi sẽ khống chế Latios. Wow, nó tấn công rồi, tấn công. Hả? Là sao vậy? Là nó tính đổi con Torridus ra hả? Sao làm cầu kỳ vậy? Là nó không muốn dính chiêu Sucker Punch của tôi nên nó mới làm vậy hả? Hay là sao? Hay nó đoán được tôi sẽ phóng tĩnh điện vô nó? Nhưng mà làm mất một đồng đội vậy chẳng phải là quá... Không, nhưng mà cũng đúng, con này theo cũng hết tác dụng rồi. Ok, nó tự tin với hai con này, nó sẽ đánh bại được mình. Tôi không biết là nên làm gì đây. Làm gì tiếp theo đây? Con Tornadus có thể tạo ra Tailwind một lần nữa. Con Latios thì vẫn chưa biết hết bộ chiêu thức của nó là chiêu gì. Lỡ nó có chiêu hạ Chim Pao thì mình cũng đi đời luôn. Nên tôi nghĩ cứ Sucker Punch vô con Latios. Còn Frost Slash thì... Còn nó có tấn công Frost Slash không ta? Dùng Destiny Bond đi. Không luôn á. Ngộ nhỉ. Rain Dance. Để làm gì? Weather Ball à? Ủa không. Ủa tôi tưởng nó phải xài Weather Ball. Con Latios không xài Weather Ball chứ nó xài gì? Symbol Beam. Là để đổi đặc tính của Chimpao lại, không cho nó giảm 25% thủ nữa. Để làm gì? Đấy, Sucker Punch. Mệt quá. Cứ nhây nhây hoài. Để chị đây chơi hết hai đứa. Thì muốn làm gì chị làm đi. Sao nhây vậy? Đổi chỗ không chị? À, nó sợ chứ Sucker Punch vậy luôn. À, nó muốn mình hết PP à. À, nó muốn làm cho tới mình hết PP nó mới chịu hả? Quá nhây. Chị bay quá mệt rồi. Trời ơi, múa cho dữ vô. Thì đáng ra nó cứ tấn công đại đi chứ đúng không? Sợ gì Chim Bao nữa. Đổi đặc tính rồi mà giờ còn có mình nó thì mình chơi chiêu Ice Spinner vô là được. Còn con này thì mình cứ Thunder Wave vô. Vì sao mình còn có Articuno đằng sau mà. Đây. Nhây làm cái gì không biết luôn. Lúc đầu chiến thuật đang hay mà. Sao mà nhây quá vậy? À, chúng ta qua trận thứ hai. À, xin lỗi, tôi chưa kịp quay cái chỗ chọn Pokemon nhưng mà... Yeah. Chúng ta sẽ qua trận tiếp theo với một đội hình cũng khá là lạ lùng. Cũng không nói lùng lắm nhưng mà cũng khá là khó ăn đó. Rồi. Vô nè. Tôi nghĩ vẫn sẽ có Tornadus. Chứ cái gì nữa. Tornadus này sẽ tạo mưa. Rồi Acheludon sẽ phóng điện bằng Electro Shock. Nó tạo mưa, nó sắp tạo mưa rồi. Tôi nghĩ để bảo toàn tính mạng cho Ninetales thì nên đảo con Glaceon ra. Rồi con Frost Slash ở đây thì cứ chơi bảo tuyết đi. Trúng không trúng, trúng thôi. 70% lần mà chẳng lẽ không trúng đúng không? Làm sao mà xui vậy được? Hoặc có thể là xui vậy đó. Tôi không biết chứ tôi cũng hay xui lắm. Đấy, nó tạo mưa rồi. Hãy xem sức mạnh của ma tuyết đây.
Ủa ghê vậy? Bị đóng băng rồi nè. Wow. Wow, mà đóng băng được hai con. Ủa. Wow. Ôi mà đóng băng được cả hai con luôn á. Ê cái này là hên dữ lắm á. Đáng ra là lấy cái hên này đi mua xổ số mới được. Giờ thì cứ free try vô con Tornadus đi. Nhỉ, hạ con Tornadus là được rồi mà, đúng không ta? À, không, mình Terra Blast vô đi. Để tránh nhiều khi nó lại thoát ra được. Gì? Ủa? Nó hủy trận đâu? Mắc gì cọc? Tôi cũng có lúc tôi xui chứ bộ. Thì mắc gì cọc? Tôi qua trận thứ tức là mình làm lại một trận nữa nè. Trận lúc nãy cọc quá. Bạn bên kia cọc quá mà nó bỏ cuộc rồi giữa chừng rồi. Trận này thì tôi muốn xài thử Lapras. Bên kia toàn hack tinh của mình không ha. Có Metacross rồi, Ugapon nữa, xong mà thêm Urshifu nữa. Ok, trận này dù đúng dù sai, người thua cũng không thể nào thắng. Yeah, phải có cơ hội để cho Lapras tỏa sáng chứ. Ok, bây giờ là tôi nghĩ tôi sẽ Terra con Ninetales để cho nó dựng tường, ít nhất thì dựng tường được một lần đi chứ. Để không bị nhân 4 sát thương bởi chiêu Bullet Punch của Metacross. Xong rồi thì tôi sẽ thử hạ sát thương của con Ogapon xuống bằng Chilling Water. Ok, hy vọng là suôn sẻ. Nó Terra rồi á. Wow, là muốn xuống sát luôn à. Nó biết nó có khắc tinh của mình, khắc tinh hệ băng cho nên nó làm tới luôn. Tao có biết Terra vậy mày? Đừng có xem thường. Ha. Còn nó Terra đánh vô con nào vậy? Lapras à? Ồ. Em người mới mà sao anh đánh em đau vậy? Ôi nhưng mà Lapras chịu sát thương cũng đỉnh ha. Ghê đó. Oh no. What? Ủa dựng tường rồi mà. My god. Nay sao nhẹ dữ vậy hả ta? Tôi không nhớ là Nay sao nhẹ vậy luôn á. Ra sao đây? Ít ra thì cũng dựng được bức tường. Nhưng mà sát thương hai con kia cũng cao quá chứ. Không có cái nào giảm sát thương được tụi nó hết. Hệ băng đâu có con nào có Intimidate đâu đúng không? Rồi bây giờ chuyện là sao đây? Tôi sẽ Sucker Punch vô con Metacross. Sau đó thì sẽ hồi sức bằng Life Deal. Sao vậy, suy nghĩ gì vậy? Ok, đương nhiên là sao mà đánh hạ được nó trong một đòn được. Ủa, nó vẫn nhắm vào con Lapras à? Em mới ra sân thôi mà. Trời đất ơi. Ê mà nó làm cũng đúng ha, ví dụ như mình thấy một con nào mới thì mình nên hạ quyết tâm là hạ luôn nó đi chứ gì. Đúng không? Chứ mình cũng đừng nên thăm dò làm gì nhờ. Nó làm cũng hợp lý. Rồi bây giờ Glaceon. Mình Terra rồi cho nên Glaceon không thể nào Terra hàng hệ đất được nữa. Sucker Punch nè. Xong rồi thì Free Dry. Eo. Ok. Con tiếp theo là con gì? À được con Metacross rồi nhưng mà thấy cũng không có vui lắm ha. Bên đó chơi dứt khoát ghê á.
không hiểu con Lapras sẽ xài chiêu gì cho nên nó hạ luôn con Lapras luôn. Urshifu không khó đoán lắm. Ok, Urshifu nước. Nghĩ là tôi nên xử con Urshifu. Xong thì free dry vô con Urshifu luôn. Ok, bên đây có chim pao luôn. Ok. Nó có Aqua Jet. Tôi chỉ nghĩ là một cách hạ nó nhanh nhất có thể thôi. Vô chuồng gà. Trời, nó có Focus Sash hả? Lạ, cũng không lạ lắm. Tôi cứ đinh ninh là nó sẽ có Choice Cap hay Choice Band gì đó. Lá sao? Ok. Không đau lắm nhưng mà nhưng mà cái này đau. Oh my god, thua rồi. Rồi, thua trận 3 rồi. Cũng xứng đáng đi. Chúng ta qua trận cuối cùng. Trận lúc nãy quá chóng vánh cho nên là chúng ta sẽ qua trận thứ 4. Hôm nay đánh 4 trận luôn. Phục thù cái nè. Trận này thì tôi nghĩ tôi sẽ mang theo Articuno và Regice. Nãy giờ cứ mang theo Regice mà có xài đâu, có xài được đâu. Ok, không xài Chim Pao luôn nhờ. Không xài luôn. Đấy, xài Articuno và Regice cùng với Ninetales và Fossilis là một trận cuối cùng vẻ vang coi nè. Vô. Thế thì tôi cũng hạn chế xài Articuno, nhưng mà cũng chưa bao giờ xài thử cho nên là muốn thử coi là Articuno sẽ hoạt động như thế nào trong team hệ băng. Ok, Snow Warning, xây tường. Còn lại thì tôi sẽ cho xài Taunt để ngăn cho con Fury Grab dựng Trick Room. Tôi nghi lắm là con Fury Grab này sẽ dựng Trick Room cho con Sylveon tấn công. Không đúng thì thôi, không đúng thì mình học lại. Ui, đau ấy. Chi Hyper Voice nó biến thành hệ tiên rồi cho nên đánh được Force Slash. Quên. Tự nhiên thắc mắc. Thấy chưa, nó có Trick Room. Yay. Cuối cùng tôi cũng đã đoán được một lần duy nhất. Giờ sao đây? Trong bão tuyết thì mình cứ xài bão tuyết. Xài chứ bão tuyết. Trong bão tuyết thì hãy xài bão tuyết. Bên kia suy nghĩ gì lâu vậy? Xuống sát đi cưng. Có gì để mất nữa đâu. Ok, họ thu Fury Grab về. Và họ sẽ cho ra King Gambit. Ok. Đây, điều kiện thắng của chúng ta là phải đánh bại được King Gambit. Và con Sylveon nó đánh đầu á. Rồi đi luôn Force Slash. Không sao cả. Ít nhất thì chúng ta đã ngăn nó dựng được Trick Room. Thì con King Gambit đó cũng sẽ không đáng sợ lắm. Chắc chưa ta? Chắc. Giờ cho Regice ra chịu đòn của King Gambit nè. Xuất hiện đi. Bất ngờ chưa? Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ bảo vệ Ninetales. Không biết con Sylveon nó có cái gì có dấu bài không ta. Còn King Gambit thì tôi sẽ chơi Body Press. Mày tới số mày rồi King Gambit đâu. Mày không đoán được đâu. Terra. Chết nó, Terra con gì vậy? Terra con Sylveon. Hệ lửa. Wow. Làm như nó đoán được mình vậy? Làm như nó đoán được nó sẽ gặp mình vậy? Terra Plus. Vô con nào?
Nó Terabrush vô con AGI. À, không sao, bố chịu được. Ha ha. Bây giờ thì bất ngờ chứ con. Ủa, còn miếng máu, tức giờ tưởng xử được con King Gambit. Hình như thì giác đấu nhân 4 là con King Gambit mà đúng không? Ờ, thì giác đấu nhân 4 mà. Nhưng mà tại vì phòng thủ con King Gambit nó cứng quá cho nên khó bị diệt. Nhưng không sao, lần này thì Ninetales sẽ xử một miếng máu còn lại Ninetales nhanh hơn mà. Nhanh hơn là cái chắc. Yay, chúng ta đã có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ điều kiện thắng chúng ta có thêm một cái nữa là phải diệt được con Sylveon đang chơi ra nệ lửa. Rồi, đi luôn Regieye. Giờ như mình còn có hai con à, Regieye và Articuno. Trong trời tuyết thì Regieye cộng thêm Leftover nữa nó sẽ hồi được 1/8 lượng máu. Cũng nhiều ý. Trong trời tuyết thì Regieye có nhiều lợi thế. Và cả Articuno nữa. Shiny không khác gì con thường hết. Wow, Hariyama. Hariyama thì sẽ có phay cao. Ừ, Hariyama sẽ có phay cao. Tôi nghĩ nó sẽ phay cao vô con Articuno xong rồi. Có nên xe ra không ta? Thôi kệ đi, nó phay cao vô con nào, nhiều khi phay cao vô con Regieye thì sao? Giờ mình còn bao nhiêu lượt tuyết nữa giờ? Còn một lượt, chắc lượt sau để con Regieye gọi tuyết sau. Regieye tôi có chiêu Snowscape để gọi tuyết. Còn bây giờ thì mình cứ body press vô con Sylveon đi. Phải cao. Oh, oh, Articuno tránh được. Tại vì Articuno có đặc tính Snowclock cộng với lại trang bị là Bright Powder, cho nên là tăng thêm tỷ lệ né tránh của nó. Vậy còn một miếng. Còn một miếng. Hết tuyết rồi. Hết tuyết rồi, tôi nghĩ Regieye sẽ làm được thôi nhỉ. À, ok, nó có Flame Up, đặt tính kết. Khó nghĩ giờ, tôi nghĩ tôi sẽ phải xóa bỏ con Sylveon bằng mọi giá mới được. Đó là điều kiện thắng của tụi mình. Tôi sẽ dựng bão tuyết thêm một lần nữa. Tại trong bão tuyết cả hai con này đều có lợi. Ừ, dựng được một lần bão tuyết thôi, cả hai con đều có lợi. Sao vậy? Bye bye. Này có thêm một điều kiện thắng nữa. Nó cóp á. Ồ, đau đấy. À, tại vì con đó là đặc tính kết mà. Tăng 50 sát thương vật lý cũng đâu có ít đâu. Bây giờ là cả hai bên đều hòa nha. Ferrigraph. Tôi không nhớ là con Hariyama nó có chậm không ta. Không nhớ nổi nữa. Bây giờ mình sẽ Terra thành hệ băng. Rồi mình hồi máu bằng Roots. Xong rồi con Regieye nó sẽ hồi bão tuyết thêm một lần nữa. Ý là Regieye nó sẽ đủ cứng cáp để mà có một lượt gọi tuyết. Ít ra nó sẽ sống được trong lượt đó. Nhưng lượt này xong thì nó sẽ chết. Oh my god. Họ cũng biết điều kiện thắng là phải hạ được con Regieye rồi. Nhưng không sao, chúng ta còn có Articuno mà. Ok, tường bảo vệ Aerodavel còn hiệu lực mà. Chưa hết 8 lượt. Rồi, bây giờ thì hỏi bảo tuyết vô nè cưng. Coi anh mày nè.
2-1, không chột cũng què. Bây giờ thì gọi cấp cứu đi. Nhưng không phải cho tao. Trời ơi, nó còn sống. Nhanh nhây vậy. Wow. À ha, chúng ta né được một lần nữa. Đỉnh. Và thế là bye bye Hariyama. Đặc tính kết cũng có nhiều bất lợi ha. Con dao hai lưỡi. Nhưng không sao, cái nào cũng phải đánh đổi hết. Tôi nghĩ là tôi sẽ hồi máu cho Articuno. Chưa biết là con Ferrigraph có thể làm được gì. Mình vẫn chưa biết con Ferrigraph có thể làm được gì. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà con Ferrigraph nó dựng Trick Room, nó ráng chịu dựng Trick Room thì chắc con Articuno cũng cuộc gặp khó khăn. Ủa? Sao vậy? Ủa, nó lại bỏ cuộc nữa. Rồi, ok mọi người, chúng ta biết phần thắng nghiêng về ai rồi đó. Và thế là chúng ta đã đánh được 4 trận. Hôm nay đánh được 4 trận, quá là tuyệt đỉnh công phu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trận đánh tiếp theo. Bye bye.